Thưa quý vị và các bạn, thời tiết giá rét, nhiệt độ xuống thấp trong những ngày qua khiến số bệnh nhi nhập viện tăng do mắc các bệnh về hô hấp, tiêu chảy. Cũng vì lý do trên, nhiều người già cũng phải nhập viện về các bệnh tai biến mạch máu não, huyết áp, tim mạch, hen phế quản. Hôm nay ngày 18 tháng 12, mới 9 giờ sáng nhưng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận khám và chuyển vào các khoa gần 200 bệnh nhi. Và theo tổng hợp sơ bộ của khoa khám bệnh Bệnh viện Sản Nhi, thì số lượng bệnh nhi đến khám và nhập viện tăng đột biến trong mấy ngày hôm nay khi thời tiết giá rét đột ngột. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khám và điều trị cho khoảng 700 đến 800 bệnh nhân, tăng từ 30 đến 40% so với ngày bình thường. Phần lớn các bệnh nhi mắc các bệnh về đường hô hấp và tiêu chảy cấp. Gia tăng bệnh nhi đột biến trong những ngày qua khiến các khoa nội trú của Bệnh viện Sản Nhi quá tải. Tại khoa hô hấp hiện có 120 bệnh nhi trên 56 giường bệnh, có thời điểm lên đến 170 bệnh nhi. Vì vậy, bệnh viện phải kê thêm giường ở sảnh, hạn chế tình trạng bệnh nhi phải nằm ghép. Cứ mỗi khi thời tiết lạnh như vậy thì các cháu thường đến đây khám với cái số lượng đông đột biến hơn những ngày thường. Với những cái bệnh thường gặp đặc hiệu về mùa đông là hai cái bệnh chính, đó là bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính và bệnh tiêu chảy cấp. Đối với hai cái bệnh thường gặp của trẻ con ấy, thì với bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ấy, thì thường khuyên các người chăm sóc trẻ là phải giữ ấm cho trẻ về mùa đông, vừa đủ ấm thôi. Nhưng mình cũng vừa đủ, mình không mặc quá nhiều, vì nhiều trường hợp nhiều bà mẹ lo lắng quá thì mặc lại quá nhiều đồ ấm cho trẻ thì trẻ vã hết mồ hôi ra và cái mồ hôi nó thấm trở lại thì các cháu cũng dễ gây nên một cái hiện tượng viêm phổi. Đấy, còn về cái ăn uống thì mùa đông thì chúng ta cho các cháu ăn những cái thức ăn nóng rồi uống đồ ấm chứ không uống đồ lạnh. Không chỉ trẻ em phải nhập viện do thời tiết giá rét mà người già cũng là đối tượng bị ảnh hưởng lớn do thời tiết. Nhiều người bệnh trên 50 tuổi cũng phải nhập viện với các bệnh nguy hiểm là tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, tim mạch. Thời điểm này, tại khoa thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang có 120 bệnh nhân điều trị nội trú trên 80 giường bệnh. Riêng ngày hôm qua, có 12 bệnh nhân vào khoa thì có 8 bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Hầu hết các bệnh nhân vào viện đều trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng. Mặc dù khoa đã được kê thêm giường bệnh nhưng vẫn không đủ và khoa phải bố trí cho bệnh nhân nằm dọc hành lang chật hẹp. Cái bệnh thần kinh nữa, cái đặc điểm là thường là khi mà thay đổi thời tiết thì có những cái bệnh mà nó có thể tăng về cái tỷ lệ mắc bệnh, nó có thể tăng đến đột biến. Ví dụ như kiểu mà tai biến mạch máu não, thời tiết mình đi trong nhà, đi ra ngoài đường tập thể dục thì nó cũng rất là nguy hiểm đến sức khỏe. Và đặc biệt thời điểm đấy là nó có cái huyết áp nó có thể tăng lên và nó có thể gây nên tình trạng tăng huyết áp đột ngột, rất dễ xảy ra tai biến mạch máu não. Dự báo thời tiết có thể còn rét đậm kéo dài trong những ngày tới, nhiệt độ xuống rất thấp vào đêm và sáng. Vì vậy, các gia đình cần phải quan tâm hơn đến việc giữ gìn sức khỏe cho trẻ em và người già, đặc biệt những người có tiền sử mắc các bệnh tim mạch, đái tháo đường, cao huyết áp. Đây là những đối tượng rất dễ bị đột quỵ trong những thời điểm giá rét. Viêm phổi và tiêu chảy cấp được xem là những bệnh có nguy cơ gây tử vong hàng đầu ở trẻ em, có thể gây ra nhiều biến chứng. Chính vì vậy, việc phòng bệnh viêm phổi và tiêu chảy cấp cho trẻ em, đặc biệt vào những ngày lạnh này, rất cần được các gia đình lưu tâm.